Rồi, em Tuấn xin chào 500 anh em nha. Hôm nay gửi tới anh em một siêu phẩm của dòng cưa xích nha anh em. Con này là con khủng nhất của máy cưa xích rồi. Trong dòng máy pin thì từ những cái dòng mà ví dụ như Makita, Miyuki, Boss hay là Brigit, AEG đó thì chưa có con nào mà qua con này nha anh em. Mình sẽ tháo ra cho anh em xem. Con này là sử dụng pin 60V và lam xích của nó đó là 20 inch, tương đương đó là 50 cm luôn anh em. Con này khá khủng. Tháo ra nha. Con này đặt cục ra luôn. Nó được đóng ở trong một cái vali anh em nhìn nè, khá là xịn luôn. Con này rất là hiếm có ở trên thị trường của Việt Nam nha anh em. Đó, anh em nhìn nè, nó được đóng ở trong một cái thùng nè. Ở bên này thì anh em sẽ thấy nó lòi cái lưỡi lam ra. Rồi bây giờ mình sẽ mở nó ra. Hàng ghi siêu. Đấy. Rồi, ok anh em. Đó. Khá là khủng luôn cho bộ này. Rồi, đây là nhân vật chính của ta. Một cái máy khá là khủng luôn anh em. Con này là cực kỳ tuyệt vời luôn. Rất là tuyệt vời cho những anh em mà đi khai thác nha. Anh em nhìn cái lưỡi lam đã không? Quá trời đã luôn. Thật sự con này khá là VIP. Cho anh em xem cái model của nó nè. DCC-S677. Con này thì nói xuất về thị trường của Mỹ và có tiêu chuẩn ULOS Made in China. Để mình xem về cái tốc độ lam của nó. Con này tốc độ của nó là 13,5 mét trên một giây. Con này là lam dài nha anh em. Con lam dài, con này sử dụng một cái, đang sở hữu một cái động cơ khá là khủng luôn. Động cơ khá là lớn. Anh em nhìn quá trời đã luôn. Wow. Cái hộp này anh em có thể cắm được cả pin 15A nha. Pin 15A. Đó. Ở trong bộ này thì anh em sẽ đi kèm thêm một cái dũa nè. Anh em thấy nè, đây là một cái dũa nha. Trong những cái bộ kia thì mình không thấy có cái dũa, nhưng mà trong bộ này thì nó được đóng ở trong một cái vali. Có một cái dũa luôn. Vali nhìn khá là khủng luôn. Con này là chùm rồi anh em, chùm cuối rồi. Chưa thấy con nào mà khủng hơn con này nữa. Rồi mình sẽ test thử cho anh em xem. Chơi cục pin 6A vào lọt thủng luôn anh em. Đó. Rồi. Bấm thử như khác nha. Con này anh em đi rừng thì tuyệt vời luôn. Tiếng nó chạy một phê luôn. Rồi, body này thì nó sẽ hơn 10 triệu nha anh em. Nói chung là trên hàng 10 rồi đó. Đó. Anh em nào quan tâm về cái body này thì anh em liên hệ mình nha. Rồi, chào tất cả anh em.